Indonesia mới đây đã thành lập khu huấn luyện phục hồi chức năng cho cá heo ở ngoài khơi hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali. Trung tâm được thành lập nhằm mục đích phục hồi sức khỏe và huấn luyện kỹ năng sinh tồn cần thiết cho cá heo nuôi nhốt trước khi thả chúng trở lại môi trường tự nhiên. Chỉ một năm trước, chú cá heo Rambo vẫn còn bị nhốt trong bể nước nông, được khử trùng clo trong một khách sạn ở trên đảo Bali nhằm giải trí cho du khách từ khắp nơi trên thế giới bằng trò nhảy qua những chiếc vòng tròn. Còn giờ đây, chú cá heo 15 tuổi này đang được bơi lội tự do tại trung tâm phục hồi chức năng, một khu vực rộng lớn hơn nằm trong vịnh ven đảo. Với sự hỗ trợ của chính phủ Indonesia, các nhà bảo tồn đã giải cứu được 4 con cá heo nuôi nhốt trong các khách sạn tại Bali vào năm ngoái. Các con vật vẫn đang được huấn luyện tại trung tâm. Chúng sẽ được thả trở lại biển khi đáp ứng điều kiện sức khỏe, thành thục kỹ năng săn mồi và biết tương tác với những con cá heo khác. Thật sự thú vị, đây là dự án đã kéo dài trong vòng 50 năm. Trung tâm này là khu bảo tồn cá heo đầu tiên trên thế giới và nó là một mô hình có thể được nhân rộng. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện mô hình này ở châu Âu và trên đảo Crete của Hy Lạp. Theo một báo cáo vào năm 2019 của Hiệp hội Bảo vệ Động vật, hơn 3.000 con cá heo đang bị nuôi nhốt tại hơn 330 địa điểm giải trí trên khắp thế giới. Phần lớn phục vụ cho ngành công nghiệp giải trí tạo ra tới 5,5 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận hàng năm. Thông qua dự án giải cứu cá heo này, chính quyền Bali hy vọng có thể mở rộng ra đối với nhiều loại động vật khác.